Bạn xin chào quý anh chị, trên tay tôi đang là một loại máy tăm nước Procare. Đây là loại máy tăm nước mà bền nhất, hiệu quả nhất được các bác sĩ nha khoa khuyên dùng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những lợi ích mà máy tăm nước mang lại. Những lợi ích của việc sử dụng máy tăm nước. Thứ nhất, tiết kiệm thời gian vệ sinh răng miệng. Máy tăm nước thì phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Với các hoạt động rất là đơn giản, dễ sử dụng, bạn chỉ mất 1 đến 2 phút để thêm nước, khởi động máy, ấn nút điều chỉnh lực phun nước trên thân máy là đã có thể làm sạch cả răng và nướu. 2. Loại bỏ mảng bám làm sạch răng hiệu quả. Máy tăm nước giúp làm sạch các mảng bám, cao răng trên bề mặt răng hiệu quả nhờ vào áp lực của các tia nước ở vòi xịt. Những tia nước len lỏi và sâu các kẽ răng loại bỏ hoàn toàn các mảng bám thức ăn còn sót lại mà bàn chải thường không làm sạch được. Sử dụng máy tăm nước không gây đau, không làm tổn thương răng khi sử dụng. Sử dụng máy tăm nước vừa làm sạch hiệu quả, vừa không làm tổn thương đến các bộ phận trong khoang miệng. Các tia nước phun ra với áp lực vừa đủ mạnh để loại bỏ mảng bám và mang đến cảm giác thư giãn, hạn chế được tình trạng chảy máu chân răng, thưa răng. So với răng xỉa thông thường, giảm tình trạng viêm nướu. Nhờ vào những tia nước DDT, máy tăm nước làm sạch sâu mọi ngóc ngách ở chân răng, giúp bạn hạn chế được tình trạng viêm nướu do vi khuẩn gây ra. Ngoài ra, máy tăm nước còn có khả năng phun tia nước massage nhẹ nhàng, tăng độ săn chắc cho nướu răng. Phòng ngừa được các bệnh về răng miệng. Với các đầu tăm làm sạch lưỡi và các đầu tăm giúp loại bỏ các mảng bám trên răng, vệ sinh nướu sạch sẽ, máy tăm nước bảo vệ khoang miệng, tránh khỏi những vi khuẩn gây hôi miệng, sâu răng, viêm nướu hiệu quả và tăng tốc độ phục hồi tổn thương trong răng miệng. Thích hợp cho những trường hợp niềng răng. Các đầu tăm trên máy tăm nước có thể di chuyển linh hoạt qua các góc của mắc cài mà không gây đau hay vướng víu, giúp dễ dàng lấy đi những thức ăn trong khe răng mà tăm xỉa hay chỉ tơ nha khoa không làm được. Bổ sung thêm độ ẩm cho khoang miệng. Tăm nước còn có khả năng cung cấp độ ẩm cho khoang miệng khi cơ thể thiếu nước hoặc tuyến nước bọt không đủ tiết ra để làm ẩm trong khoang miệng. Các tia nước sẽ giúp khoang miệng không bị khô, ngăn ngừa được sự phát triển vi khuẩn trong khoang miệng, giúp răng trở nên trắng sáng và chắc khỏe hơn. Những mảng bám vi khuẩn trên bề mặt răng là những nguyên nhân mà khiến răng trở nên ố vàng. Lúc này máy tăm nước tạo ra những tia nước đủ mạnh để làm sạch chúng, cải thiện được tình trạng răng bị xỉn màu. Trên đây là những lợi ích mà khi sử dụng máy tăm nước mang lại.